Nếu hắn thật sự quan tâm cô, sẽ không bỏ mặc cô ở đây. Lúc trước tôi đã từng theo đuổi cô nghiêm túc, cô đã không đếm xỉa, còn lừa tôi nữa. Cô có biết không, làm người phải có dai có trả. Không, không, buông tôi ra. Buông tôi ra. Buông ra. Lần trước mới diễn nửa màn đầu thôi, diễn luôn màn còn lại mới hoàn hảo chứ. Đừng mà, đừng mà. Con dao nguy hiểm như vậy, làm bị thương thì không nên đâu. Được rồi, tóm lại cẩn thận. Anh không sao thì tốt rồi, tôi sẽ cẩn thận. Theo lý thì chú Đạt không có lừa tôi như vậy, tại sao cảnh sát lại biết được chứ? Có khi nào Hồng Đầu phản bội chúng ta không? Còn không thì từ đầu Hồng Đầu đã bị cảnh sát bắt rồi. Cảnh sát biết chuyện chúng ta gặp nhau mới cố tình gài bẫy để mà bắt. Dù sao thì nếu không nhờ cậu thì rắc rối rồi. Tóm lại anh cứ yên tâm đi, em sẽ mau chóng tìm ra người hợp tác khác. Khoan đã, tuân lệnh. Em không cần biết anh là cảnh sát hay xã hội đen, chỉ cần anh tỉnh lại, em sẽ không tính toán với anh nữa. Tuấn Hiên,
Tướng Hiên, Tướng Hiên, em không rời xa anh nữa đâu. Em mãi mãi không rời xa anh. Tôi không chết chung với Hàn Lãng, vẫn bình an vô sự ngồi ở đây, lưu lại mọi việc. Đó là do kế hoạch của tôi may mắn cuối cùng được thành công. Mối thù giữa Hàn Lãng và Di Tuấn Hiên khó lòng nổi hết. Hai người đều hận nhau tới nỗi cả hai muốn loại trừ lẫn nhau, nhưng mà do vấn đề lợi hại không thể ra tay dứt khoát. Nhưng mà chỉ cần Hàn Lãng thiết lập quan hệ với người mua bên Đại Lục một lần, và Di Tuấn Hiên cũng tìm được nguồn mua ma túy mới, thì hai tên đó nhất định sẽ tàn sát nhau cùng một lúc cho xem. Tôi không thể để cho tình trạng này xảy ra. Tôi nhất định phải phá hoại kế sách của bọn chúng. Di Tuấn Hiên có nói với tôi, đường ruột của hắn bị dị ứng với hải sản, nhưng lại ăn hào sống do Tăng Hậu Đông chế biến. Cho nên tôi nghi ngờ hai tên này chắc chắn cấu kết với nhau. Lúc trước hai tên này bất hòa, bây giờ lại có thể ngồi xuống cùng bàn chuyện. Chắc chắn là Tăng Hạo Đông đã cung cấp ma túy cho Di Tuấn Hiên. Cho nên tôi mới lập tức báo với sếp Trình, để sếp Trình báo cáo cho sếp Trương điều tra chuyện này. Và chú Đỉnh đã thực sự tìm được một số hàng ma túy trong chuyến hàng thực phẩm nhập khẩu. Nhưng mà thật không thể ngờ được, trong chuyện này lại xuất hiện thêm bất ngờ khác nữa, làm cho Di Tuấn Hiên xém chút mất mạng. Chính vì vậy từ nay hắn và Tăng Hạo Đông sẽ không thể nào hợp tác. Còn về Hàn Lãng, khi hắn kêu tôi đi điều tra Hồng Đầu, tôi đã biết ngay là hắn muốn tự liên lạc với ông chủ giấu mặt ở đây, là tổng tài. Cho nên tôi và đội trưởng Trình đã cài một cái bẫy, diễn một vở kịch. Thứ nhất là có thể phá hoại kế hoạch của Hàn Lãng, thứ hai có thể gặp được tổng tài bí ẩn. Khi âm mưu của Hàn Lãng và Di Tuấn Hiên, cả hai tên này đồng loạt bị phá vỡ, hai tên này nhất định là sẽ không loại trừ lẫn nhau nữa, mà buộc phải hợp tác với nhau. Alo, có phải gọi thức ăn không? Là mì sốt, không lấy nước sốt. Tất cả thuận lợi chứ? Ít ra không bị sếp nổ súng bắn chết. Không cần lo, không có nạn đâu. Đóng kịch một chút để cho Hàn Lãng lọt vào kế hoạch thôi. Hàn Lãng và Di Tuấn Hiên vì lợi ích, hai tên đó nhất định sẽ hợp tác. Tới lúc đó sẽ đồng loạt bắt giữ bọn chúng. Được. À phải rồi, có gặp được tổng tài không vậy? Không gặp được. Cái tên Hồng Đầu đó thực tế vô dụng lắm. Mấy lâu nay tổng tài rất khiêm tốn, hiếm khi gặp ai. Ngay cả người của ông ta, cảnh sát hai bên cũng không có. Nhưng mà lần này ông ta quyết định qua Hồng Kông để gặp mọi người. Khi nào qua? Tới lúc đó mọi người sẽ biết thôi. Ồ,
ông chủ lớn giấu mặt bên đó sẽ tới Hồng Kông. Hắn sẽ tiếp xúc với bên Thắng Liên, chỉ điểm của Tiểu Minh nói. Tin tức quan trọng dễ dàng tìm vậy sao? Xác định lại lần nữa đi. Tiểu Minh đang theo dõi. Được rồi, tốt. Tiểu Minh. Alo. Madam, tôi nghĩ tin tức đó đáng tin cậy. Tôi đã thông báo với phía nhập cảnh, cố gắng để ý có nhân vật khả nghi nào không. Trước giờ tổng tài rất cẩn thận, nếu để lộ ra chút tin tức chắc chắn là sẽ không gặp, cho nên mọi người phải hết sức chú ý, cẩn thận đề phòng. CIB sẽ ra sức phối hợp với chúng ta. Mọi người theo sát Thắng Liên, đừng bỏ sót điều gì. Nếu không có gì thì có thể giải tán. Yes sir. Sếp Trình, thực tế Tuấn Hiên không hề nhắc chuyện này với tôi. Có phải tôi nên đích thân đi xác nhận với ảnh không? Cô cảm thấy cần làm vậy thì làm đi. Sếp đã từ bỏ ảnh rồi sao? Nếu cậu ta không từ bỏ bản thân mình, tôi không có tư cách từ bỏ cậu ta. Cả sếp và tôi biết rất rõ, đến được vị trí đó ai nấy đều không thể tự chủ. Nhưng tôi tin là ảnh muốn làm lại một người tốt. Hai chúng ta ở đây bàn về người khác không có ý nghĩa gì cả. Nếu cô muốn chứng minh là cậu ta đúng, cài mấy nghe lén này vào người cậu ta đi. Đi nhanh lên. Sợ giảm chết kiến hả? Muốn giỡn mặt đâu hả? Chừng quá sếp ơi. Trí Phong buông ra. Anh không đi nổi đúng không? Để tôi kêu già sếp tới đây giúp anh nha. Được. Tôi tự đi. Sếp Trương. Nguyệt Kỳ, để tôi được rồi. Cảm ơn. Wow, cách biệt 3 ngày khác hẳn ngày xưa nha. Sau khi trải qua chuyến đi Thái Lan, muốn trở thành cô gái bình thường thật là khó. Đó là trưởng thành. Chú điều con đi tuần tra là huấn luyện kỷ luật, sau đó sẽ chuyển con qua làm thường phục. UNB theo chú làm việc sao? Cảm ơn sếp. Chuyện chưa làm xong thì đừng có phản ứng nhanh quá, không chừng là địa ngục đó. Chuyện chú kêu con làm chưa? Con chia tay với ảnh rồi. Tốt. Con lên đất trước nha. Được rồi. Chúng ta đi bộ suốt mấy tiếng rồi, chắc là cũng sắp tới rồi đúng không? Anh tệ quá đi. Không phải đâu, dân lưu manh mà, quen ngày ngủ đêm thức rồi, không thấy mặt trời ít vận động. Nhưng mà nói thật nha, sau này chúng ta hẹn gặp nhau đừng có hẹn ở xa quá. Em cũng không muốn vậy đâu. Bây giờ em phục chức. Lúc trước mọi người biết em làm nội gián, làm gì tiếp cận anh. Anh thử nghĩ coi, nếu bây giờ bị người ta nhìn thấy em và anh quen nhau, đám lưu manh đó sẽ nghĩ gì? Người khác nghĩ gì anh không quan tâm, nhưng đám lưu manh đó sẽ cho rằng anh là kẻ phản bội, tưởng anh và em thông đồng với nhau. Đương nhiên anh biết rồi. Nhưng mà vẫn có thể hiểu là anh thà mất lòng xã hội đen toàn Hồng Kông cũng muốn được ở cạnh em. Nham nhở. Anh chỉ nói thôi mà. Nếu thật dễ làm như vậy, người ta đã tin mình rồi, anh cũng không tới nỗi phải hứa với sếp Trương chia tay với em. Em đói rồi, lấy đồ ra ăn đi. Ăn cái gì hả? Chẳng phải em kêu anh chuẩn bị bữa trưa sao? Anh tưởng là em chuẩn bị. Anh không có chuẩn bị rồi. Em không có chuẩn bị luôn. Vậy tính sao đi? Nè, anh tự chuốc lấy thôi, phải đi bộ mấy tiếng về nhà mới có đồ để ăn đó. Không phải chứ. Cậu đi phá tụ điểm của Hồng Lạc sao? Phải thì sao chứ,
có tìm được Hạo Đông không? Bây giờ chúng ta đang bàn chuyện làm ăn lớn với tổng tài, tuyệt đối không được có sơ suất gì. Chuyện của cậu và Hạo Đông đợi bàn xong mới xử lý có được không? Anh yên tâm, tôi tự biết cần nhé. Anh Hiên, bên kia gửi cho anh. Tổng tài nói từ nay sẽ dùng điện thoại này liên lạc với chúng ta, còn những số khác ông ta sẽ không nghe. Còn nữa, ông ta sẽ tới Hồng Kông. Ông ta có nói chừng nào tới không? Tới lúc đó sẽ tự động báo với tôi. Có nhận được tin tức gì không? Tin gì? Tức là không có. Có tin nói trùm ma túy bên đó sẽ tới Hồng Kông. Cô nói tổng tài. Nếu như có, tôi phải báo với cô. Tóm lại anh có tin gì đều có thể giúp được chúng tôi. Chuyện gì vậy? Ảo giác. Sao vậy? Không có gì. Có chuyện gì liên lạc sao? Hình như anh thuộc chòm Thiên Yết phải không? Không lẽ cô định tặng bánh kem cho tôi sao? Không phải đồng hồ anh hư rồi sao? Chào ông Di, xe sửa xong rồi, trả lại chìa khóa xe cho ông. Phiền ông ký nhận vào đây. Dạ được, cảm ơn. À ông chủ à, tôi tìm được cái này ở trên xe của ông, trả cho ông nè. À, tôi đi làm việc nghe.
Vừa mới hồi phục làm gì đó, để anh lo cho. Nè, hôm nay là sinh nhật anh, em không thể bắt anh làm việc được. Cũng được, vậy chúng ta cùng nhau làm nha. Từ nhỏ anh đã tự nấu cơm cho mình ăn rồi, ngại gì luộc mì chứ, có đúng không? Vậy sao? Vậy đi trước nha. Con nấu cơm cho ba người ăn lần. Không cần khách sáo đâu, suốt ngày thấy hai người mùi mẫn như vậy, vì sợ cô đơn. Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Ra ngoài chú ý an toàn nha. Nói cho em biết, hôm nay là sinh nhật vui vẻ nhất của anh đó. Lúc trước không ai tổ chức cho anh sao? Tại không có người anh yêu thôi. Nhàm nhở quá đi. Anh có biết không hả? Lúc em còn nhỏ hay nói với các bạn là sau này em sẽ chọn người chồng như thế nào. Lúc đó em cảm thấy nhất định phải chọn người vừa cao vừa đẹp trai, sau đó không hút thuốc, không uống rượu, quan trọng nhất là có một nghề nghiệp thật đàng hoàng. Bây giờ nghĩ lại mới biết, nếu thực sự yêu một người thì sẽ không chấp nhất người đó làm gì. Nếu như anh còn chấp nhất chuyện đó thì chứng tỏ anh vẫn chưa hết lòng hết dạ với họ. Anh có nghiêm túc nghe em nói không vậy? Có. Có không? Không phải anh nói là luộc mì sao? Sao không nhắc em coi lửa? Để anh làm sắp cho. Sắp nhựa hết rồi. Thiệt tình. Nhựa hết rồi nè. Làm gì vậy? Tìm thấy rồi. Tìm được ở đâu vậy? Tìm được ở trong xe đó. Em tưởng đâu rớt mất rồi. Cảm ơn anh. Có những chuyện là như vậy đó. Em cố tình đi tìm, trái lại sẽ không tìm ra. Khi mà em không để ý tới, ngược lại sẽ tìm thấy ngay. Đồng hồ mới mua sao? Tô tình tặng anh đó. Ờ. Làm gì? Quà sinh nhật mà. Em có nói gì đâu chứ. Nhưng mà cái này thì cặp mắt của Tô Tình cũng tin tưởng lắm. Để em coi mấy giờ rồi. Em đừng có lo. Cho dù có xảy ra chuyện gì, anh vẫn sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em. Không để cho em lo lắng hoảng sợ đâu. Không để cho em rơi giọt nước mắt nào nữa. Tất cả những gì anh làm cũng chỉ vì em thôi. Em rất thích nghe anh nói những câu này. Vậy thì từ nay, đêm nào anh cũng sẽ nói cho em nghe. Có chịu không? Sinh nhật vui vẻ. Anh Hiền, anh hứa với thái tử thật sao? Tên đó là tên điên, lại lòng tham không đáy. Em sợ trước sau hắn cũng lừa anh thôi. Cái tên điên thật sự chính là Hạo Đông. Ngày nào chưa trừ khử được hắn, ngày đó tôi chưa thể yên tâm. So với Gia Lâm, yêu cầu của thái tử thật ra chỉ là chuyện nhỏ. Xin chào tổng tài. Tôi quyết định tuần sau sẽ qua Hồng Kông. Cậu sắp xếp giùm tôi tìm một chỗ gặp mặt đi. Không thành vấn đề. Trước khi tới, tôi sẽ liên lạc với cậu một lần nữa.
Còn chi tiết lần sau chúng ta sẽ trao đổi mới nói sau. Đợi thông báo của tôi đi. Nè, madam, nể mặt chút đi. Thì ra là cảnh sát nữ, đúng là đáng ghét thiệt. Mới nói gì đó? Bộ phạm tội sao sếp? Không phạm pháp, anh tiếp tục đi. Được, là sếp kêu tôi đó nha. Bộ cảnh sát đáng ghét này, tên nội gián tiếp cận anh viên đạn, chỉ vì lấy tin tình báo, báo hại cho anh bị mất mặt. Món nợ này tính sao đây? Ôi trời ơi, anh Viên Đạn à, anh không có cua chút nào hết vậy. Cô nói xong chưa vậy? Đầu xe vi phạm, giấy phạt đi. Anh Viên Đạn, không lẽ anh nghe lời cũ sao? Nè, làm gì vậy? Giang Tử Đăng, anh tới cục cảnh sát. Tôi bắt anh về sở. Giấy chứng minh đâu? Tôi đi toilet chút, cô lo đi nha. Làm gì vậy? Đi đi. Còn giận hả? Đây chỉ là làm việc nghiêm minh. Lúc nãy anh cần làm vậy mà. Nếu không người có thắng liền sẽ nghi ngờ anh liền. Em biết mà. Có cần quá đáng vậy không? Đóng kịch thôi mà. Đây gọi là lộng giả thành chân. Em làm ơn nói đạo lý một chút đi có được không? Lý lẽ nằm ở chỗ tôi. Tôi nói phải là phải. Cảm ơn chị Sa. Ừ. Hôm nay Mocha mua một tặng một. Một ly đặc biệt của hôm nay. Được, một ly đặc biệt. Cãi nhau với bạn trai sao? Nhìn bộ dạng em, biết ngay em buồn chuyện tình cảm. Chị Sa, hôm nay sắc mặt chị không tốt. Chị không sao chứ? Vẫn khỏe. Nhưng mà Hàng Lãng, ông ta... Tôi tự biết sắp xếp mà. Tôi không phải loại người mà cả thế giới nói họ tốt thì tôi cảm thấy họ tốt. Cả thế giới nói là người đó xấu thì tôi cảm thấy người đó xấu. Tôi tin vào sự thật với cảm giác của mình. Vậy nếu như sự thật và cảm giác của chị hoàn toàn trái ngược? Hỏi hay lắm. Vậy thì trông vào chữ tính thôi. Có phải chị tin Hàng Lãng không? Cô rất tin Viên Đạn đúng không? Cảm ơn Tiểu Nguyễn. Nguyệt Kỳ, anh có để chút đồ ở sân chơi bowling cho em.
Huy kia, lúc anh học tiểu học, các bạn đã gọi anh là Viên Đạn. Không chỉ do tên của anh có phát âm gần giống với viên đạn, mà do sau khi tan học xong, anh cứ giống như là một viên đạn. Anh luôn là người đầu tiên bay ra khỏi lớp. Ba mẹ anh đã rời xa anh từ rất sớm, để anh và bà nội nương tựa lẫn nhau. Sức khỏe bà nội không tốt, sau khi tan học anh cần phải nhanh về nhà chăm sóc cho bà, cho nên anh không có thời gian chơi với bạn. Sau khi bà nội qua đời, anh nhận được học bổng tới Hồng Kông học. Nếu không nhờ quen biết Ngũ Chiết thì lúc đó thật sự anh đã rất khó vượt qua. Có thể nói Ngũ Chiết là bạn thân nhất trong đời anh, cho nên sau khi anh biết cậu ta chết quan, anh quyết định phải ở lại tìm sự thật. Anh ở Hồng Kông không quen biết ai, ngày nào cũng qua lại với xã hội đen, nguy hiểm rình rập, thậm chí sợ đánh mất chính mình. Thành thật mà nói, nhiều lúc anh muốn bỏ cuộc, cũng may là gặp được em. Anh cũng không biết là có bị tiếng sét ái tình của em hay không. Anh chỉ biết một điều, ngày nào anh cũng nhớ tới em, anh cũng muốn gặp em, cho dù là có tùy tiện nói vài câu thôi cũng được. Nguy kỳ, em là động lực cho anh đối mặt với mọi thứ, để anh không thấy cô đơn. Anh không biết định nghĩa bản thân thế nào là người tốt hay người xấu, nhưng mà anh hy vọng em có thể hiểu con người thật của anh. Đó là những kỷ niệm quan trọng của anh, anh chỉ giao nó cho người anh quý trọng nhất, đó là em. Cảm ơn em, Nguy Kỳ. Thiệt. Tống Tài, tôi sẽ tới ngay, chút nữa gặp. Tình huống có thay đổi, liên lạc sau. Uổng công tôi tin tưởng cô, tại sao cô lợi dụng tôi? Anh là ai? Thật ra anh đứng về phía nào? Sếp Trương nói với tôi anh đã thay đổi, tôi không tin. Bởi vì tôi nhớ chính miệng anh đã nói anh muốn làm lại một người tốt. Chúng tôi mới tiếp tục cho anh cơ hội vào Thắng Liên làm nội gián, để anh có thể tiêu diệt ma túy, làm lại một người tốt. Nhưng anh ở trước mặt tôi lừa dối hết lần này tới lần khác. Anh lợi dụng tôi, giúp anh loại bỏ kẻ thù, để anh có thể làm đại ca của Thắng Liên. Không đơn giản như cô nghĩ đâu. Anh đừng lừa dối tôi nữa Tuấn Hiên. Tôi biết tất cả đều do tôi đơn phương tình nguyện. Nhưng nếu anh còn gạt tôi nữa, tôi cảm thấy thật sự mình may mắn. Nhiều khi tôi thật sự rất nhớ Di Tuấn Hiên của ngày nào, anh ta của ngày trước, chạy suốt mấy ngày để bắt một tên cướp, không cho hắn chạy thoát. Ba ngày ba đêm không ngủ, chỉ vì nghe lén, vì anh em mình có thể đỡ dao đỡ đạn. Trong thâm tâm tôi luôn nghĩ anh là một cảnh sát tốt 100%, là một người tốt. Nhưng ở giây phút này, giây phút này người đứng trước mặt tôi, tôi không biết người đó là ai nữa. Anh có thể nhìn tôi không? Nhìn tôi đi. Tôi thật sự không biết anh là Di Tuấn Hiên thật hay là Di Tuấn Hiên giả. Tôi chỉ muốn tìm lại Di Tuấn Hiên của ngày nào thôi.
Tôi cầu xin anh, tôi muốn anh trở lại như xưa thôi. Tôi xin anh. Thực tế cô không gọi ai. Tạm biệt. Alo, tổng tài. Đổi qua chỗ nào? Tôi không ngờ tổng tài lại hẹn chúng tôi tới đây để gặp mặt. Vì nơi nguy hiểm nhất cũng sẽ là nơi an toàn nhất mà. Xem ra tổng tài rất rành về Hồng Kông. Người biết uống trà sữa chắc chắn sẽ tới đây. Tôi cũng là lần đầu tiên tới đây đó. Chuyện gì cũng có lần đầu. Nguồn hàng của chúng tôi cự tường ở Thái Lan, chất lượng và cung cấp tuyệt đối đáng tin. Thắng Liên sẽ phụ trách toàn bộ việc vận chuyển, đảm bảo. Tôi chỉ muốn hỏi hai người ba câu hỏi thôi. Lỡ nguồn hàng của cự tường không còn thì các người tính sao? Họ hàng chúng tôi có chút thế lực ở Thái Lan. Nếu như thật sự có vấn đề, tôi bảo đảm trong vòng 3 tháng có thể tìm được nguồn hàng khác. Lỡ như đàn em chúng ta bị bắt thì các người tính sao? Chúng tôi có một bộ quy tắc, ai gặp họa thì người đó sẽ chịu. Hơn nữa chúng tôi có khoản chuyển nhượng, trước giờ không có chuyện anh em khai ra ngoài. Vậy lỡ như hai người trở mặt với nhau thì tính sao? Tất cả lấy lợi ích làm đầu, ai ảnh hưởng tới vụ giao dịch này, người đó sẽ biến mất. Thật sự tôi không biết gì hết. Hai người Hồng Kông mà ông gặp là hai tên xã hội đang buôn bán ma túy. Ông có biết buôn ma túy nghiêm trọng cỡ nào không? Ở Hồng Kông bị xử tù mười mấy năm, ở đại lục sẽ bị xử bắn. Thật sự là tôi bị oan mà. Tôi nhận được một email kêu tôi tới Hồng Kông diễn màn kịch thực tế, là một tên trùm bán ma túy bàn chuyện làm ăn với họ, vừa nói chuyện vừa nghe mệnh lệnh từ tai nghe. Tôi thật sự không biết họ là người xã hội đen đó. Vậy ông có biết ai là tổng tài không? Người gửi email cho tôi là một bậc thầy hí kịch. Bậc thầy hí kịch gì chứ? Ai mà biết. Tôi bị thất nghiệp mấy năm nay rồi. Có người gửi tiền vào tài khoản của tôi, kêu tôi đi làm thôi. Alo. Cảm ơn. Tìm được điện thoại của bậc thầy hí kịch. Không có thật. Ông đi được rồi. Mới gặp không bao lâu lại hẹn chúng ta gặp mặt. Có phải tổng tài muốn hợp tác với mình không? Xin lỗi nghe, làm phiền hai vị đợi lâu. Thank you.
tôi là tổng tài. Lúc nãy khi hai vị gặp thế thân của tôi cũng có mặt. Hai vị đừng chấp nhất nha. Không đâu, tổng tài chỉ cẩn thận thôi. Không chỉ là vậy, thoát cốc di khang, kỳ túy tư tồn. Câu đầu tiên trong binh trạng của Tăng Quốc Thiên, thì ra tổng tài cũng thích coi tướng. Tôi có một người bạn, trước khi anh ta làm ăn, cũng thích nhìn tướng mạo của đối phương mới quyết định có hợp tác hay không. Vậy anh ta làm ăn thế nào? Tốt vô cùng. Tạ ơn trời, tôi cũng có thói quen đó. Tổng tài, vậy chúng tôi có cơ hội hợp tác không? Miễn là Thắng Liên đảm bảo nguồn hàng ổn định, tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ là đối tác làm ăn rất tốt của nhau. Đội trưởng cũng phải nói một tiếng chứ, sắp bị anh hù chết rồi. Cú đâm đó không giết chết anh. Chừng nào có tàu đi vậy? Được rồi, đang thu xếp đây. Vì Tuấn Hiền đã tìm tôi khắp nơi, nếu tôi không đi tôi sẽ chết chắc. Anh biết sợ rồi ha. Tôi thật sự tò mò, thứ gì không làm nhất định phá người yêu của hắn chi. Đây là chuyện của tôi. Tôi nói cho anh biết, mau đưa tôi lên tàu đi. Nếu tôi chạy không thoát, anh cũng không đỡ hơn tôi đâu. Tao ghét nhất là ai đe dọa tao. Tao kêu mày đi nấu cơm, mày đi nấu cháo, đi chết đi, mày đi chết đi. Quân giúp tôi là phải chết. Anh giết người cần lý do từ khi nào vậy chứ? Trước giờ tôi luôn nói lý lẽ mà. Không nói chuyện đó nữa, quay lại phần thưởng đi. Hồng Lạc này không tham lam, chỉ cần chia một phần nhỏ trong giao dịch. Anh làm lớn, tôi làm nhỏ có được không? Hả? Tránh mất hòa khí, đỡ suốt ngày chém giết. Quyết định vậy đi. Rất mau lẹ, ủng hộ anh lên ngôi. Thật ra anh bị nhân cách phân liệt, hay là tâm thần phân liệt gì? Anh muốn biết sao? Đi hỏi thằng cha của tôi. Anh Hiên. Ờ, cực khổ rồi, về nghỉ ngơi đi. Dạ anh Hiên. Ờ phải rồi, từ nay không cần tới nữa. Dạ, dạ. Em biết rồi anh Hiên. Xảy ra chuyện gì vậy? Có phải Hạo Đông chết rồi không? Tại sao em lại hỏi vậy? Đột nhiên anh kêu rằng em rút lui.
Không sợ người khác làm phiền em sao? Trừ khi hắn chết rồi, nếu không tại sao anh làm vậy? Em nghĩ quá nhiều rồi. Có phải là anh? Có phải anh không? Anh không có. Là thái tử giết. Là chuyện của bên Hồng Lạc bọn họ. Được chưa? Xin lỗi, em đã hứa với anh không hỏi chuyện tổ chức, nhưng vẫn không chịu được. Anh chỉ muốn giữ chúng ta, đừng nên buồn lòng vì những chuyện này. Có thể dì Sa nói đúng. Nếu tất cả mọi chuyện đều do ông trời sắp đặt hết, ai cũng không thể tránh khỏi, chỉ có thể đón nhận. Yên tâm đi, anh nhất định sẽ cho em hạnh phúc. Không ngờ cả tổng tài mà dì Tuấn Hiên cũng gạt. Đây đúng là một tên quá xảo quyệt mà. Bây giờ anh đã biết tại sao bấy lâu nay không bắt được hắn rồi chứ. Nhưng mà nghe Hàn Lãng nói, hôm đó tổng tài thực sự cũng có mặt, bấy lâu đã âm thầm theo dõi toàn bộ quá trình gặp mặt. Sao? Có mục tiêu khả nghi nào không? Là hắn, nhất định là hắn. Vậy lập tức chị phát quả đi. Hôm đó tôi chỉ thấy một bên mặt hắn thôi, có lẽ phát quả sẽ rất khó. Nhưng nếu như gặp lại hắn, tôi nhất định sẽ nhận ra. Sau đó còn hy sinh vì nhiệm vụ. Em thật sự cảm thấy ba oai lắm. Sau đó thì em lại thấy không vui. Nhưng mà vì một người ba chưa từng gặp, em muốn về Hồng Kông đi học. Có thể trong tiềm thức của em muốn biết thêm một số chuyện liên quan đến ba. Em về Hồng Kông học đại học, mẹ đã nhờ sếp Trương lo cho em. Cũng chính vì vậy mà càng lúc em càng hiểu ra ba là người như thế nào. Càng lúc em càng muốn làm một cảnh sát trừ gian diệt ác. Em không phải là một cảnh sát xứng đáng. Nhưng sau khi quen biết một người cô đơn không có bạn bè như anh, em biết em không thể để bản thân nhu nhược như vậy. Cũng chính vì anh, em mới biết em có thể làm tốt hơn. Cảm ơn anh Viên Đạn. Nói cho anh biết một bí mật, con người thật sự của em thật ra rất thích ca hát. Ước mơ còn lại của em là làm một ca sĩ. Nè, phần ghi âm này sau khi anh nghe xong phải lập tức xóa đi, nếu không em sẽ giết người diệt khẩu. Mã Sa,
Sao không nghỉ ngơi thêm đi? Tay chân em không vấn đề gì, chỉ là quên một số chuyện thôi. Chẳng phải Gia Lâm đang điều trị bằng thôi miên cho em sao? Đây là não người không phải máy tính mà, không thể đập một cái thì mở, đập một cái thì đóng lại được. Được rồi, sao cũng được. Tóm lại đừng căng thẳng lao lực quá, sức khỏe quan trọng hơn ha. Tên 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 tên, vật bị mất đứng vị trí thứ ba đã trở về rồi. Vậy đứng thứ hai là gì? Cây dù. Anh không thể đoán vị trí đầu tiên là gì đâu. Đó là bạn trai và bạn gái của mình. Không biết bọn họ về sau tại sao lại chia tay. Sau đó thì để lại một nửa kia. Thôi em đi làm đây. Được. Không có số gọi tới. Em sao vậy? Em thấy không khỏe thế nào? Hả? Không sao chứ? Nè, không sao chứ? Tại sao anh bắt giam tôi chứ? Tại sao? Em nói cái gì vậy? Tại sao vậy? Có phải anh sợ tôi khai ra chuyện xấu của anh? Em nói gì không vậy chứ? Không có đâu, em không có đâu. Anh không có ép em gì hết. Anh đừng có ép em mà. Hả? Em thật tình không muốn. Em thật tình không muốn. Em mà sao anh không có ép em? Thật tình không muốn. Em đang nói cái gì vậy? Marisa, không. Gia Lâm. Hey, đừng đụng vào. Sao em lại ở đây vậy? Anh nghe mọi người nói Mã Sa đẩy em bị đụng trúng đầu. Dì Sa sao rồi? Đã biến mất rồi. Hàng Lãng đang đi tìm cổ. Không được, em phải đi tìm gì? Không được. Tuy là em không sao, nhưng bác sĩ nói tốt nhất là em phải nhập viện. Không được, em nhất định phải đi tìm gì. Gia Lâm. Marisa, anh còn mặt mũi nào ở đây? Anh ra ngoài cho tôi. Gia Lâm. Này nè. Gia Lâm, có chuyện gì? Thật ra anh làm gì với dì của tôi? Lúc trước khi dì mất tích tôi đã nghi ngờ anh rồi. Hôm nay đích thân dì nói là anh đã giam dì của tôi. Cô nói cái gì? Tôi giam cổ? Sao tôi lại giam cổ chứ? Tại sao tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì hết? Cô nghe rồi chứ? Không có ấn tượng tức là không có chuyện đó rồi, biết không? Dì không nhớ xảy ra chuyện gì sao? Lúc nãy ở tiệm cà phê, sau khi dì để con té liền xông ra ngoài. Sau đó anh ta tìm dì về đây. Phải đó, anh đã tìm được em ở trong công viên. Em cần nói với anh tại sao em nằm ngủ trong công viên. Cho nên cô nghe tôi nói, lúc nãy khi ở tiệm cà phê, cô không hề tỉnh táo, ăn nói lung tung. Anh lừa được người khác, không lừa được tôi đâu. Dì của tôi mắc chứng PTSD. Sở dĩ dì bị kích động như vậy là dì nhớ lại những chuyện dì không muốn nhớ tới. Cho nên hôm nay những gì dì nói hoàn toàn là sự thật. Mã Sa, em có cảm thấy anh làm vậy không? Em cũng không biết. Marisa, dì mau nói. Được rồi, bây giờ quan trọng nhất là Mã Sa phải nghỉ ngơi. Có chuyện gì lát nữa hãy nói. Anh đi trước đi. Mã Sa, cố gắng nghỉ ngơi đi ha? Đừng nghĩ nhiều nữa. Tôi không cho phép anh tiếp cận gì tôi. Bây giờ tâm trạng của Mã Sa không ổn định, em để cho cổ yên tĩnh, đừng có chọc tức cổ nữa. Có phải anh không tin em không? Anh tin. Chúng ta báo cảnh sát đi. Chứng cứ đâu? Đừng nói Mã Sa đã quên hết mọi chuyện. Anh nghĩ ngay cả cổ bị giam ở đâu cũng không nhớ được. Cảnh sát làm sao điều tra?
Không lẽ buông tha hắn vậy sao? Không được, chỉ cần Mã Sa hồi phục trí nhớ, chúng ta có thể đối phó với hắn. Bây giờ tốt nhất là đừng làm gì cả, sẽ bước mây đồng trường. Con người của Hàn Lãng đúng là quá nham hiểm, quá thâm độc mà. Bây giờ chỉ cần nghĩ tới ngày nào anh cũng ở bên cạnh hắn, anh có thể đuổi hắn ra khỏi Thắng Liên không? Anh biết cân nhắc mà. Sao vậy? Không khỏe à? Hả? Nhắc tới tên đó thật kinh tởm. Tóm lại em cứ yên tâm, anh không để bản thân gặp chuyện đâu. Bởi vì anh hiểu con người này quá rồi. Tôi có quen với một bác sĩ khoa tâm thần, có thể giới thiệu cho Gia Lâm kiểm tra triệt để một lần luôn. Cảm ơn. Đầu óc của cô tỉnh táo, vẫn căm ghét anh như vậy. Tôi nghĩ những chuyện này kiểm tra bao nhiêu lần cũng vậy thôi. Khó khăn lắm chúng ta mới khai thông được nguồn hàng của cả hai bên, tuyệt đối không được thất bại. Có lẽ cậu biết rõ, đừng để những chuyện khác ảnh hưởng tới cậu. Thành thật mà nói, tôi không quan tâm. Anh có làm hay không bản thân anh biết rõ mà. Cho dù không có, nước bồn cầu trước sau cũng là nước bồn cầu. Một ly ít vi khuẩn, một ly nhiều vi khuẩn hơn đều không thể uống được. Vậy thì sao hả? Tôi và anh hợp tác chỉ vì làm ăn, không phải để kết bạn. Trước đây cũng có nhiều vụ tôi cũng cố kìm nén, ngại gì không thêm một vụ chứ. Hoàn toàn chuẩn xác. Trên đời này, người bạn trung thành nhất chính là lợi ích. Trưởng thành rồi, vững chạc rồi. Lần này nhằm chống buôn lậu ma túy xuyên biên giới giữa Trung Quốc và Hồng Kông, chúng ta sẽ ra sức hợp tác với đội chống ma túy Thâm Quyến. Và người phụ trách ở Đại Lục chính là đội trưởng Trình, ngồi kế bên tôi đây. Chào mọi người. Người phụ trách ở Hồng Kông chính là sếp Trương ở MB chúng ta, anh phụ trách. Chào mọi người. Chúng tôi về hành động lần này đã sắp xếp những đồng nghiệp chuyên trách rồi. Dựa theo nguồn tin đáng tin cậy, cách đây một tuần ở Thái Lan đã có một lô ma túy khoảng 500 kg vận chuyển vào đây. Do tam giác vàng bị thay đổi, số ma túy ngoại trừ heroin còn có hàng đá và amphetamine. Về phương diện này, chúng tôi cũng có manh mối liên quan. Mục tiêu chủ yếu của số ma túy này là Đại Lục. Dự tính với xã hội đen trong nước, trong vòng 1-2 tuần tới sẽ vận chuyển hàng ra ngoài hết. Cho nên trong thời gian này, chúng ta phải xây dựng một cơ chế bí mật hỗ trợ lẫn nhau, do NB và chi đội chống ma túy ở Đại Lục làm trung tâm kép, làm nhiệm vụ liên kết các bộ phận như là hải quan, phòng trinh sát, MO. Hễ có bất kỳ một chút động tĩnh nào, tin tức sẽ có thể liên thông lẫn nhau. NB các ông làm như vậy là không muốn số hàng này chuyển vào Đại Lục, cũng đồng nghĩa với việc buộc chúng trả hàng ở Hồng Kông. Nè, làm vậy là hẹp hòi lắm đó nghe. Họ có thể vận chuyển, nhưng mà phải nằm trong sự giám sát của chúng ta. Vậy chúng ta mới có cơ hội dụ rắn ra khỏi hang, bắt được ông chủ giấu mặt bấy lâu nay. Tên của hành động lần này là Lưới Trời. Nè, gặp sau nha. Sếp Trương, tấn công vụ mua bán ma túy xuyên biên giới, trông cậy vào con đó. Dạ, đội trưởng. Nếu có tin gì mới, nhớ báo cho chú. Có thể vào NB, tức là trưởng thành rồi. À, rõ rồi. Cứ vậy đi. Nè, qua đây đi. Dạ được. Nè các vị à, người này mới vào NB, từ nay hết lòng chiếu cố nha.
Sếp Trương, tôi có còn là đồng nghiệp trong NB không? Chuyện gì vậy? Với cấp bậc của tôi, lúc nãy khi sếp báo cáo, đáng lý tôi có thể tham gia. Giờ hành động của mọi người lại không sắp xếp công việc cho tôi, tại sao chứ? Trước khi hỏi người ta, có phải nên hỏi mình trước không? Có phải vì chuyện lần trước không? Nếu sếp không tin tôi, sếp có thể điều chỉnh tôi mọi lúc. Tôi hiểu mà. Vậy tại sao tôi làm như vậy? Bởi vì tôi biết lần này cô xử sự theo cảm tính. Tôi cũng là người từng trải. Tôi hiểu rõ ở bên trong mỗi một con người đều có lúc mềm yếu nhất. Nhưng mà tôi cảm thấy cô vẫn còn hy vọng. Cho nên tôi hy vọng trong khoảng thời gian này cô bình tĩnh lại, tìm lại chính mình. Tôi biết cô nhất định làm được. Đợi khi cô chuẩn bị xong rồi mới quay lại cho tôi câu trả lời, được không? Yes sir. Hàng của Thái Lan đã tới rồi, gia công xong sẽ chuyển qua bên đó. Lần này là lần đầu tiên chuyển nhiều hàng như vậy. Tôi không muốn có bất kỳ sai sót nào. Nhắc nhở cho các anh em, khoảng thời gian này đừng đi gây rối, tém tém là một chút. Yên tâm đi anh Hiên, tôi sẽ cố gắng canh chừng các anh em. Viên Đạn, dẫn theo vài anh em chuẩn bị đổi sang đội tàu. Được. Vậy chúng tôi có cần chuẩn bị gì không? Lúc đó tôi sẽ thông báo. Anh Hiên, tôi mới biết vài tuyến đường vận chuyển, mau chóng nắm bắt tình hình. Lần sau khi chúng tôi xuất hàng sẽ an toàn hơn. À phải anh Hiên, giờ bên phía tay cống càng lúc càng nguy hiểm hơn. Mày muốn gì chứ? Lôi ra ngoài, từ từ hỏi cho rõ. Tôi không làm gì hết, anh làm gì vậy? Tại sao đối xử với tôi như vậy? Các anh em, từ lâu tôi đã nghi ngờ tên này cứ hỏi tới hỏi lui, gần như chắc là nội gián. Cho dù là không phải, tôi cũng không mạo hiểm như vậy. Mọi người còn thắc mắc gì không? Theo dõi tổ chức bên đó, tạm thời chưa thấy chúng xuất hàng với số lượng lớn. Vậy thì tốt, chứng tỏ hành động lưới trời của chúng ta đã thành công rồi, có đúng không? Sếp Quang à, hàng sớm muộn cũng chảy ra thị trường. Chúng ta không thể để tốn quá nhiều công sức và cả thời gian chờ đợi như vậy được. Nếu như hàng ở đây, nhất định sẽ điều tra ra. Tới lúc đó dù không bắt luôn một lần, cũng khiến cho chúng tổn thất nghiêm trọng. Vào đi. Sếp Quang, chúng tôi vừa nhận được tin tức báo vị trí trung tâm tàng trữ thuốc và chế thuốc của Thắng Liên. Biết đâu lô hàng giấu ở đó. Nắm chắc được bao nhiêu phần? Hơn 9 phần chắc là chính xác. Vậy được rồi, còn đợi gì nữa, hành động thôi. Đây chính là chuyện cơ mật, mọi người nộp lại điện thoại, 5 phút sau tới bãi đỗ xe chuẩn bị xuất phát. Dạ, dạ sếp. Chúng ta tóm tắt một chút về việc bố trí hành động. Chuyển kênh phát sang kênh E đi. Xong rồi, mọi người chuẩn bị xuất phát. Rõ sếp. Rõ sếp. Được. Đợi tôi ở kho vũ khí nha. Dạ được. Alo. 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 Sếp Trương à, cửa chưa khép hờ, có hơi lạ đó. Canh ở đó, mọi người chuẩn bị.
không thấy hàng. Vẫn còn khói, cô bộ chỉ mới đi thôi. À, thứ bảy này anh có rảnh không? Có gì không? Bếp ga trong nhà ăn hình như là bị hư rồi. Anh chọn giùm em đi. Ê, hai tuần nay anh bận lắm, không đi được đâu. Ờ, vậy thôi, đem đi rồi chọn cái mà em thích nhất vậy. Quan trọng là an toàn và bền. Dạ sếp. Tới sớm gì? Bà Trương, chào buổi sáng. Sếp Trần. Sếp Trần, sao tới sớm vậy? Bây giờ bên cảnh sát nghi ngờ anh thông đồng buôn thuốc. Sau khi tiến hành thẩm tra, điểm ô chúng tôi đã nhận được lệnh điều tra nội bộ với anh. Khoan đã, sếp nào duyệt lệnh vậy? Nếu tôi biết được ai lạm dụng chức quyền, tôi sẽ không bỏ qua đâu. Nếu anh tỏ thái độ không hợp tác như vậy, tôi có thể căn cứ luật Hồng Kông điều 45232E khởi tố anh. Làm đi. Dạ sếp. Bà Trần à, bà thích qua lan quá ha. Nhưng mà chậu này hình như lâu rồi không được tưới, sao khô quá vậy? Tôi mới mua về đó, ông đừng tái máy làm chết nó. Trước khi xuất phát, anh đã nhận một cuộc gọi có đúng không? Phải, nhưng không có người nói. Tôi cũng không biết ai gọi cho tôi. Tôi nói cho anh biết, cuộc gọi đó được gọi từ trạm điện thoại ở gần xưởng thuốc của Thắng Liên. Rồi anh nghi ngờ tôi sao? Nghi ngờ hợp lý thôi. Bây giờ chứng cứ đã rõ ràng rồi. Đúng là tôi bị giáo quả. Anh không nhận ra điều đó hay sao? Tôi chỉ tin vào chứng cứ. Vợ tôi mua chậu hoa đó về. Anh kiểm tra tiệm hoa chưa? Và đã kiểm tra người giao hàng chưa? Tôi dám chắc là Thắng Liên kêu người dở trò này. Đâu phải ngày đầu tiên tôi làm cảnh sát đâu. Tôi làm việc như thế nào không cần anh dạy. Tôi sợ là anh bị lợi dụng mà không biết. Anh sợ tôi bị biến chất. Bây giờ coi ra anh mới giống biến chất hơn đó. Tôi biết rõ lai lịch của anh. Lúc rảnh rỗi có qua Macau chơi vài ván không? Tiền nợ trả hết chưa? Vợ của anh không bỏ anh là quá rộng lượng rồi. Anh nói cái gì hả? Anh muốn sao đây? Sếp Trần, thôi chuyện này giao cho tôi làm thì hơn. Hả? Hả? Ngồi đi, ngồi đi, hả? Trong đó có chứng cứ rồi, không thể không xử lý công minh. Bây giờ anh phải tạm thời nghỉ việc để điều tra. Yên tâm đi, tôi sẽ điều tra trả lại công bằng sớm cho anh. Yên tâm đi mà. Thank you.
Xếp trương, để em cầm cho. Không cần. Mọi người nhớ cố lên biết chưa? Bất kể lúc nào cũng không lơ là. Kẻ xấu không có nghỉ phép đâu. Xếp trương, số của ông đã điều tra kỹ chưa? Xếp trương không phải loại người như vậy. Cô làm cảnh sát bao lâu rồi? Cảnh sát làm việc dựa vào chứng cứ. Bình thường các người phá án thế nào? Bắt người ra sao? Có phải nhìn giống giống là bắt ngay không? Bình thường chúng tôi... Vicky! Tôi cũng thật sự không hiểu. Xếp trương của các người lại nói cả đám các người là tài giỏi lắm. Alo. Tô Thịnh, cô đi đâu vậy? Sếp Trần tìm tôi có gì không? Sếp Quang đã ký lệnh để cô tạm thời phụ trách tổ, nhưng có hành động gì lớn phải báo cho tôi biết. Có rõ chưa? Sếp Trương đâu? Sếp Trương! Sếp Trương! Tôi biết tôi không kiên cường như sếp nghĩ. Làm việc tình cảm khiến sếp thất vọng. Tôi xin lỗi. Nhưng bây giờ tôi biết rõ. Tôi biết bản thân đứng về phía nào. Người vẫn là người thôi. Cuối cùng vẫn yếu đuối. Cuối cùng vẫn gây tội. Nhưng quan trọng nhất là kiên trì với niềm tin của mình. Để cho bản thân mình trưởng thành trong sai lầm. Tới cuối cùng, nhất định sẽ tìm thấy được chính mình. Nếu lúc nào đó cô lay động, hãy nghĩ lại, ban đầu tại sao lại muốn làm cảnh sát. Cô sẽ biết đoạn đường phía trước đi như thế nào, nên làm như thế nào. Tôi biết, tôi không nhìn lầm người. Giải quyết được Trương Đỉnh an toàn nhiều hơn rồi. Sao vậy? Cậu thương hại ông ta à? Thân phận mỗi người mỗi khác. Chuyện ngài nấy làm. Mấy lần tôi muốn chuyển hàng qua bên đó, hải quan, cảnh sát lập tức biết ngay. Cho nên chắc chắn có nội gián. Nhiều lúc không thể đánh giá thấp đối phương, nhưng cũng không thể đánh giá cao người nhà trung thành được. Anh nghi ngờ ai? Còn nói coi. Tôi sẽ để ý. Không thấy lo sao? Có gì đâu phải lo. Nói cho cùng cũng có chứng cứ.
Em không tin anh sao? Điên quá đi, nhảm quá. Em tin là được rồi. Huống hồ có em ở bên cạnh, anh có gặp chuyện gì cũng có thể bình an vượt qua. 10 năm trước, đã nói chỉ đi 2 ngày là anh đi công tác thật mà. Đây là gì vậy? Trang sức lúc đám cưới. Chồng em là một cảnh sát, anh ấy không thể vì tiền mà làm đường lỡ bước, biết chưa? Được không? Trương Đỉnh, nè, lúc trước kẹp súng, bây giờ kẹp giấy vệ sinh có quen không? Nè, thật ra nửa đêm ngủ giật mình tỉnh giấc, có khi nào anh nhớ? Nếu năm xưa đi theo bên kia, bây giờ đã không ra nông nổi này rồi. Bây giờ tôi đang học làm bánh mì Pháp. Anh có biết tại sao lớp phía ngoài của bánh mì lại cứng vậy không? Thì ra lúc làm bánh phải phun thêm chút nước tạo ra tác dụng hóa học mới khiến cho lớp da đó cứng hơn. Anh muốn đổi nghề à? Tôi chỉ là con người, cũng có lúc yếu đuối, cũng có lúc phạm tội. Nhưng có người sau khi nhìn thấy ma sợ bóng đêm, nhưng ngược lại tôi sẽ khiến nó nhìn thấy mặt đen tốt nhất của tôi, sẽ học cách trở nên cứng rắn hơn trong yếu đuối. Cuối cùng thì tôi là giọt nước để cho anh làm bánh mì Pháp, hay là con ma đó vậy? Nghe nói anh tin Phật, vậy anh cũng nên biết rằng có một thứ là nhân quả. Đừng nghĩ gây ra nhiều chuyện xấu sẽ không gặp quả báo, có vài chuyện phải trả đó. Anh đợi tôi quay lại, tôi sẽ tính món nợ này với anh. Em đã thực hiện rất nhiều lần thôi miên, vẫn không đánh thức được ký ức của dì. Hơn nữa em thấy dì càng ngày càng đau khổ. Tiếp theo sau, em thực sự không biết phải làm gì nữa. Vậy má sao nghĩ sao? Dì muốn bỏ cuộc. Nhưng mà em không muốn à. Tuy là sự thật sẽ mang lại đau khổ, nhưng nếu chúng ta thà là một con đà điểu, không đi tìm sự thật, không đối diện với sự thật, vậy thì chúng ta sẽ mãi mãi sống trong ám ảnh mà thôi. Cả đời sẽ bị cơn hoảng sợ đeo bám không ngừng. Em đừng gây áp lực lớn cho mình. Em phải tôn trọng mong muốn của Mã Sa. Còn nữa, dù em có quyết định thế nào, anh cũng sẽ đứng về phía em, ủng hộ em. Anh có điện thoại? Đâu có. Người phía sau.
Nhạc chuông này phổ biến thiệt đó nha. Để anh nghe điện thoại. Dì làm người khác bị thương hả? Tiểu Thi nói dì đã thương người ta. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dì không biết. Dì cũng không biết. Dì cứ tưởng dì gặp ác mộng, nhưng nó không phải là giấc mơ. Dì đã làm người khác bị thương. Dì đã làm một người vô tội bị thương. Dì sợ quá. Dì cảm thấy dì không còn là gì nữa. Dì hoàn toàn không khống chế được bản thân mình làm cái gì. Có phải dì bị thần kinh không? Dì sợ cứ tiếp tục như vậy không chỉ làm người khác bị thương. Sợ dì sẽ giết người đó. Dì phải làm sao đây? Dì phải làm sao đây? Dì sắp điên rồi. Dì đừng nghĩ lung tung. Dì không cần phải lo. Dù có chuyện gì xảy ra, con sẽ luôn ở bên cạnh của dì mà. Cho dù có chuyện gì, con cũng sẽ đối mặt với dì, cùng dì giải quyết. Dạ Lâm ạ. Con đừng rời xa dì. Con đừng rời xa dì nha. Con không rời xa dì đâu. Dù xảy ra chuyện gì, con cũng không rời xa dì. Con đừng rời xa gì. Gia Lâm ạ, đừng rời xa gì. Không có đâu. Hít thở sâu vào, cố giữ bình tĩnh. Dì bước vào phòng ngủ của dì, dùng tay để chạm, để cảm nhận và ngửi mùi của xung quanh. Rốt cuộc đó là nơi nào? Nơi này không phải là phòng của dì. Căn phòng dì đang đứng nhìn dơ bẩn lắm. Tại sao lại trói tôi? Tại sao chứ? Dì nói dì sẽ không bỏ trốn nữa. Dì nhất định phải kiên trì tới cùng. Hung thủ giết người. Dì phải dũng cảm đối mặt với phần tâm tối nhất của mình. Dì mới có thể tìm lại chính mình, tìm lại được ký ức đã mất. Dì nhớ lại chuyện gì rồi phải không? Phải. Người đó là Hàn Lãng đúng không? Là hắn. Tại sao hắn lại làm như vậy? Vì gì từ chối Hàn Lãng, không chịu lấy hắn. Hắn không chấp nhận nổi điên bắt nhốt gì. Tên cặn bã này, vì coi hắn hành hạ gì ra như vậy. Bây giờ sự thật phơi bày, chúng ta đi báo cảnh sát. Vô ích thôi. Vì không biết hắn đã giam gì ở đâu. Không có chứng cứ. Chỉ nghe gì kể, cảnh sát sẽ không để tâm đâu. Lẽ nào để yên cho hắn chứ? Không được, loại người này không được để hắn ung dung bên ngoài. Dì không biết.
Để mai cô đi hỏi luật sư xem sao. Hàn Lãng vẫn chưa biết, vì đã nhớ lại. Bây giờ quan trọng nhất là bình tĩnh, nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. Cũng được. Vậy dì nghỉ ngơi đi nha. Đừng tắt đèn. Ờ. Có gì thì cứ gọi con. Ừ. Có vẻ bao nhiêu năm qua rồi, cảnh đêm ở Hồng Kông cũng không hề thay đổi. Không đổi. Vẫn đẹp như xưa. Em cũng không đổi, vẫn đẹp như xưa. Thật không? Thật mà. Anh yêu em. Mà sao? Bao nhiêu năm qua anh cũng không thay đổi. Anh vẫn yêu em như xưa. Anh nghĩ anh vẫn đẹp như xưa sao? Em nghĩ sao? Đương nhiên rồi. Nè. Khoan đã. Còn đợi sao? Tôi mãi mãi vẫn không quên được. Chị của tôi và Chung Trí là do ai hại chết? Anh còn chuyện muốn nói phải không? Sẽ đi liền. Gia Lâm. Sếp à, tôi là người thân của Mã Sa. Tôi dẫn luật sư tới rồi. Tôi mong các anh điều tra cho kỹ, vì tôi chắc chắn không giết người. Cô nói vụ án nào vậy? Gia Lâm, em bình tĩnh đi có được không? Cho hỏi, cô là Hồ Gia Lâm phải không? Là tôi. Mã Sa tạm thời bị nhốt ở trong phòng tạm giam, cô ấy chỉ muốn gặp một mình cô thôi. Được, đi thôi. Vì sao rồi? Hàn Lãng sao rồi? Hắn vẫn chưa tỉnh, có thể không qua khỏi hôm nay. Dì có biết nếu hắn chết dì sẽ bị buộc tội mưu sát không? Dì đâm hắn một nhát là đã biết trước rồi. Tại sao lại làm như vậy? Thật ra lúc trước sau khi thôi miên, dì đã nhớ lại mọi chuyện rồi. Chỉ là dì không nói cho con biết. Hắn nhốt dì suốt mấy tháng, dì không biết là bị nhốt ở đâu, không có chứng cứ thực chất. Dì báo cảnh sát cũng không bắt được hắn.
Vậy là vì chuyện đó nên dì mới giết hắn. Con có biết tại sao hắn lại nhốt dì không? Vì dì phát hiện ra năm xưa chiếc xe bị nổ là Hằng Lãng làm. Hắn chỉ muốn hại chết Chung Trí thôi. Không ngờ không như ý còn hại chết chị của dì, mẹ của con. Ý dì nói chính Hằng Lãng đã giết mẹ của con và cả chú Chung sao? Vậy nên vì dì muốn trả thù, dì có nghĩ tới hậu quả không? Dù bắt dì phải chết, dì cũng không để tên khốn đó trốn thoát. Huống hồ lúc dì cố gắng trốn thoát, dì đã lỡ tay giết đàn em của hắn. Vậy cho nên dù có ngồi tù chung thân cũng là tội dì phải gánh thôi. Mối thù này con cứ để dì trả cho. Con còn có tương lai, phải kết hôn, phải sinh con, có gia đình của riêng mình. Tuy không có gì bên cạnh, nhưng con nhất định sẽ hạnh phúc. Không đâu, dì đừng nghĩ lung tung. Con sẽ không để dì một mình, không để dì ở đây đâu. Không đâu, Marisa. Marisa, con chỉ còn mình dì là người thân thôi. Trên hung khí tìm được dấu chân tay của cô Mã, nhân chứng vật chứng có đầy đủ rồi. Lần này khó mà cải thắng. Nếu nói dì muốn tự vệ có được không? Trong tay Hằng Lãng hoàn toàn không có vũ khí, cũng không tìm được chứng cứ cho thấy anh ta gây bất lợi cho cô Mã, nên rất khó dùng điểm này để mà phản bác. Cũng may là Hằng Lãng vẫn còn sống, nếu không thì cô Mã sẽ bị buộc tội mưu sát. Cố ý giết người và đánh người trọng thương đều là tội chung thân. Tại sao dì cầm dao đâm hắn? Dì Hằng Lãng sai người hại chết bạn trai của dì và mẹ tôi, hơn nữa còn giam cầm dì suốt mấy tháng. Những chuyện đó cô Mã đã khai với cảnh sát rồi, nhưng chứng cứ thực tế lại không có gì. Phía cảnh sát không thể lập hồ sơ. Còn nữa, cho dù Hằng Lãng thực sự làm như vậy, cũng không có nghĩa cô Mã được phép giết người. Hằng Lãng mới lại hung thủ giết người, tại sao hắn được ung dung ngoài dòng pháp luật? Người bị hắn hại lại bị ngồi tù, tại sao vậy chứ? Luật sư, tôi xin anh hãy tìm mọi cách, nhất định phải kiện Hằng Lãng ra tòa. Em bình tĩnh chút đi. Người thân duy nhất của em sắp bị người ta bắt phải ngồi tù, hơn nữa có khả năng phải ngồi 10 năm, 20 năm. Anh cứ em bình tĩnh. Em làm sao có thể bình tĩnh? Nè, uống miếng nước đi. Vậy em nghỉ ngơi sớm đi. Em cảm thấy mình vô dụng quá. Đừng có vậy mà. Em chưa từng
Em chưa từng có cảm giác căm hận người nào như vậy. Bây giờ em thật sự hy vọng Hàn Lãng chết đi. Nếu như em có thể đi giết Hàn Lãng thay gì, nếu em có thể ngồi tù thay gì, em thật sự cũng bằng lòng. Nhưng mà em chưa từng cảm thấy đau buồn như lúc này. Em thấy bản thân mình thật sự không giúp ích được gì hết. Em đừng có nghĩ vậy mà. Anh sẽ tìm cách giùm em. Hãy tin anh. Tình hình có vẻ tốt hơn nhiều rồi. Tuy không đụng chỗ quan trọng, nhưng bị mất máu quá nhiều, cần phải tiếp tục nằm viện theo dõi. Cố gắng nghỉ ngơi thêm. Điện thoại. Anh Hiền, tới đủ rồi. Gọi mọi người tới đây, vì con như người trong nhà. Hôm nay là một chuyện, không hỏi tại sao, không hỏi chuyện gì, tôi chỉ có thể nói với mọi người, rất nguy hiểm. Nếu như có ai không muốn làm, có thể rời đi ngay. Tôi không truy cứu. Nói với cô hai câu. Tôi và anh không có gì để nói. Cô có nghe nói người phản chiếu không? Đó là vị trí trong người đảo lộn. Trong một vạn người mới có một người. Bây giờ cô đã biết tại sao tôi còn sống rồi chứ? Bởi vì tim của tôi nằm phía bên phải. Vậy thì tôi đã biết phải làm sao để đâm chết anh rồi. Cô giết tôi sẽ ngồi tù cả đời. Cô cũng không muốn nhìn thấy Mã Sa bị sốc một lần nữa. Tôi giữ lại cái mạng này, có thể cầu xin quan tòa giảm án cho cô. Thật ra mỗi người đều có thể lựa chọn được đi. Tại sao cứ phải ép đối phương vào đường cùng? Cô cũng không muốn gì Tuấn Hiên và tôi cùng chịu thảm bại mà. Vì Mã Sa, vì Tuấn Hiên, có vài chuyện tạm thời bỏ qua có được không? Chắc cô biết nên làm gì rồi chứ?
Tuấn Hiên đâu? Tại sao nãy giờ tôi không tìm được ảnh? Ảnh đi đâu rồi? À, cô Hồ à, anh Hiên kêu tôi tới. Anh ấy ở đâu? Tại sao tôi không tìm được ảnh? Hay ảnh đi tìm Hàng Lãng? Tôi không biết gì hết. Anh là người anh ấy tin nhất, sao anh có thể không biết anh ấy đi đâu? Anh Hiên chỉ dặn tôi đưa cô qua Macau ở vài ngày. Cô hãy gom quần áo đi, chúng ta đi liền. Tôi muốn gặp Hàng Lãng. Lúc nãy tôi vừa nằm mơ. Mơ thấy tôi tới Thanh Triều để bán hàng rong. Tôi còn mơ thấy cậu nữa. Suy đi nghĩ lại, chắc là kiếp trước chúng ta quen nhau, nên kiếp này mới như vậy. Kiếp trước anh nợ tôi, kiếp này cũng nên trả rồi. Nhân quả là có ơn thì báo ơn, có oán thì phải trả oán. Nghề tạo nghiệp, nghiệp chướng đeo bám lấy nhau. Nếu không chịu quá dài, có vài chuyện sẽ lặp đi lặp lại mà không dứt hẳn được. Quá dài bằng cách nào? Xuất gia. Có điều chúng ta cuối cùng đều là người trần thế, nhưng mà học cách buông bỏ cũng là một cách để giải thoát. Tôi chỉ biết là trong lòng của tôi có một cái máy tính. Tôi nợ người ta bao nhiêu, người ta nợ tôi bao nhiêu, tôi đều nắm rất rõ. Nếu như nợ quá nhiều thì không thể để tiếp tục nợ nữa.
Alo. Tìm cậu đó. Alo. Cuối cùng cũng tìm thấy anh. Tại sao em... Anh nghe em nói đã. Em không biết anh định làm gì, nhưng anh đừng... Anh đừng làm chuyện dại dột nha Tuấn Hiên. Bây giờ em rất muốn gặp anh. Anh về gặp em có được không? Hả? Cái gọi là kiếp trước kiếp này thật ra là một loại duyên phận rất khó có được giữa người và người. Huống hồ nghĩ sâu một chút, cậu hoàn toàn không muốn phá sự hài hòa này, đúng không? Anh xin lỗi. Anh không sao là tốt rồi. Thật ra dì Tuấn Hiên, bây giờ em chỉ còn lại một mình anh, nên anh đừng làm chuyện mạo hiểm gì em. Em đã hứa với dì Sa, em phải cố gắng sống cho tốt. Em không thể tiếp tục vì chuyện của mình để người thân nhất bên mình bị làm hại. Hứa với em. Anh Lãng bị thương là vì ân oán cá nhân của anh. Mọi người không cần đoán mò, cũng không cần phải lo. Làm tròn bổn phận là được rồi. Mỗi người một cái. Kiểm tra xem đồ đạc đủ chưa. Lát nữa Tử Đan sẽ dẫn mọi người đi lấy hàng. Đi đi. Mã Sa và Gia Lâm, anh cứ làm tốt bổn phận của mình là được. Những chuyện khác khỏi phải lo. Anh Tử Đan, tôi đi trước nha. Anh Hiên, đang tìm. Nó được giấu ở một chỗ bí mật, cậu cẩn thận đó. Anh Hiên à, tìm thấy rồi.
Thâm Quyến. Tới rồi anh Hiền. Dạ, vẫn đang đợi. Ông Hiên à, tôi đã sắp xếp lại hồ sơ đăng ký của công ty ở nước ngoài xong rồi, đều nằm ở trong này. Nhưng sau khi về tốt nhất ông nên lưu nó vào máy chủ, làm như vậy sẽ an toàn hơn. Còn nữa, thu nhập của tổ chức ngày càng nhiều, tôi có kiến nghị là hãy sớm sắp xếp. Tôi biết phải làm gì. Dạ được, vậy không phiền ông nữa, tôi đi trước. Alo tổng tài, hàng là bị cướp rồi sao? Vậy hai bên chắc chắn có nội gián. Ông yên tâm, tôi sẽ điều tra rõ ràng. Dạo này bận ha? Chắc là vậy. Vậy là làm nhiều chuyện xấu rồi. Sao lại không có tin? Bây giờ vẫn chưa phải là thời cơ thích hợp. Vậy chừng nào mới thích hợp? Trời ơi, em có thể nhẫn nại một chút để chờ không vậy? Vậy là anh đã có kế hoạch. Kế hoạch là gì? Anh thực sự không thể nói cho em biết. Nhưng mà chúng ta có chung một mục tiêu, nhắm thẳng họng súng vào bọn buôn bán thuốc, được chưa? Thôi được. Nhưng anh nhớ cẩn thận. Em nói anh biết một khi bị bắt, anh cũng là dân buôn, không ai giúp được anh. Được em quan tâm như vậy, anh thấy thực sự rất ấm áp. Chỉ là lần sau em có thể đừng coi anh như là tội phạm được không? Madame. Vậy đỡ hơn chưa? Đỡ nhiều rồi. Hôm nay thu hoạch cũng khá. Sếp Trình à, chúng ta đã cướp quá nhiều ma túy của tổng tài, và ma túy trên thị trường lại không thể tuồn ra số lượng lớn. Theo sếp nghĩ thì chừng nào chúng ta mới có thể dừng tay? Sếp muốn tiếp tục làm sao? Càng cướp được nhiều ma túy, chúng ta càng có nhiều phần thắng. Tôi nghĩ Chi Tuấn Hiên sẽ sớm nghi ngờ tôi chuyện này thôi. Nhưng mà tôi sẽ cẩn thận. Thật ra cậu đã làm rất tốt, lén đặt định vị GPS lên chiếc xe chở hàng để cho chúng tôi nắm rõ hành tung của việc vận chuyển thuốc. Nên hai lần hành động này mới có thể thành công như vậy, đều là nhờ sự giúp đỡ của cậu. Nhưng mà mọi người
Giả làm phần tử phạm tội đi cướp đồ như vậy, thật sự có thể dụ được tổng tài sao? Đám người dần chuyển ruốc chỉ là bọn lính quèn thôi. Cho dù có bắt hết bọn họ cũng không biết được tổng tài là ai. Nhưng mà chúng ta giả làm một tổ chức tội phạm khác cướp hàng của bọn họ, sau đó yêu cầu gặp ông chủ lớn của họ để đàm phán. Làm như vậy sẽ có nhiều cơ hội dụ được tổng tài. Tình hình khác thường, phải dùng thủ đoạn khác thường. Ừ, nhớ cẩn thận đó. Không biết thẩm phán có bị Hàng Lãng đe dọa không? Đâm một nhát mà xử nặng như vậy, luật sư còn làm được gì nữa? Chẳng giúp được gì cho chị ấy. Ông Huy, tôi về nghiên cứu thêm khởi tố bằng cách nào cố gắng giúp cô Mã giảm án. Giảm án có ích không? Vẫn phải ngồi tù, bà chủ vẫn phải chịu khổ. Jimmy, nghĩ cách giúp tôi, lát nữa tôi gọi cho anh. Đừng khóc nữa Gia Lâm, yên tâm đi, anh sẽ tìm cách mà. Lại đây. Alo. Anh Lãng, cô Sa bị xử 10 năm. Kiếm người chăm sóc tốt cho cổ. Dạ được anh Lãng. Em hành động như con nít có phải không? Lúc nãy em không tìm thấy thuốc của mình,
Mã Sa đi rồi. Ngay cả thuốc của mình em cũng không tìm thấy. Tại sao? Tại sao ba và mẹ có thể làm như vậy? Sao họ lại bỏ mặc em không lo, nói đi là đi? Lúc nãy em mới nghĩ, nếu chỉ có một mình ở nhà, chắc em chết cũng không ai biết. Đôi lúc sống một mình thật khổ. Cứ như mọi chuyện quan trọng đều phải một mình gánh lấy. Gánh không nổi cũng phải tự gánh. Anh không muốn để cho em một mình. Suốt đời suốt kiếp, anh sẽ yêu em, chăm sóc em, để anh đi cùng em quãng đời còn lại. Lấy anh nha. Bao nhiêu năm anh nói sẽ kháng cáo giùm tôi, còn không tôi đã không ra ngoài gặp anh. À, chắc năm phần, khoảng 3-4 năm. Được. Mã Sa, Mã Sa. Anh rất hy vọng nhát dao này là chuộc tội. Cũng hy vọng sau này em tha thứ cho anh, đừng hành hạ mình nữa. Mà sao anh thấy em bị nhốt ở đây? Cút đi, hàng lãng. Bình tĩnh đi, ngồi xuống. Ngồi xuống đi. Nhát dao đó không đâm chết anh. Người đau lòng nhất là tôi. Anh tưởng là xin giảm tội giùm tôi, để tôi được ra tù sớm. Tôi sẽ cảm ơn anh, tha thứ cho anh. Tôi chỉ muốn được ra tù sớm để tìm cơ hội đâm thêm cho anh một nhát. Nhưng lần này, lần này sẽ đâm chết anh. Anh không hiểu, tại sao cho tới bây giờ em vẫn không hiểu anh chứ? Anh mãi mãi không hiểu đâu. Anh không hiểu thế nào là thích một người. Anh không hiểu thế nào là yêu.
Bởi vì anh là tên cầm thú, máu lạnh nhất tôi từng gặp. Đồ cầm thú! Để tôi giới thiệu cho anh về hệ thống này nha. Nó là một trạm kiểm soát các thiết bị sử dụng trong nhà. Ví dụ như đèn nè, rèm cửa nè, thiết bị nghe nhìn cũng được, thậm chí máy quay sử dụng mạng cũng được luôn. Nghe có vẻ phức tạp quá. Xin lỗi, để chúng tôi suy nghĩ. Dạ không sao, tôi đưa ít tài liệu để anh tham khảo nha. À, cảm ơn. Cảm ơn. Sau khi cài xong, dù mùa hè em chưa về tới nhà, nó cũng tự động mở máy lạnh trước để đợi em. Chào. Chào. Chào cô. Trùng hợp vậy, sửa nhà sao? Đúng vậy, tôi và Gia Lâm sẽ kết hôn. Chúc mừng cô. Cảm ơn. Tạm biệt. Chỗ đây nè. À được. Tôi đã phá được thiết bị kiểm soát. Cho dù họ đổi mật mã ra sao, cô vẫn có thể kết nối được với hệ thống. Cảm ơn. Để anh nhổ tóc bạc cho.
Alo tổng tài, tôi muốn nói với ông, bên cạnh chúng tôi đã có nội gián, tôi sẽ tìm cách. Di Tuấn Hy, sao rồi? Tôi nói thật nghe, ổ cứng mà cô đưa tôi, những thứ trong đó có phải là được tải xuống từ cục tình báo không? Tôi không biết anh đang nói gì. Nếu không phải là bí mật quốc phòng gì thì đâu cần phải dùng chương trình cơ mật kiên cố như vậy. Nói vậy là anh không giải được. Không phải là không được, nếu như có thêm một chút nữa thì cảm ơn cô nhiều nghe Madame Tô. Tôi nói thật nghe, những thứ ở trong này có phải là tài liệu vụ án nghiêm trọng gì hay không? Tôi không muốn ra đường dạo phố một hồi bị người ta đứng ở đằng sau bằng. Vui lắm hả? Anh mau làm đi. Được rồi Madame. Cô có biết cô đang là một cảnh sát hay không? Tôi chỉ bất đắc dĩ. Đây là hành vi phạm pháp đó. Dù có tìm được thi thể trong nhà Tuấn Hiên, cô cũng không kiện được. Tôi biết số tài liệu này không đủ để kiện, nhưng tôi không thể đợi nữa. Tôi sẽ tìm được manh mối kiện anh ta. Không phải chúng ta thì còn ai? Thôi được. Vậy ổ cứng đó đã mở khóa được chưa? Vừa mới mở xong. Có liên quan tới Thắng Liên không? Trong đó có tư liệu của nhiều công ty. Tôi tra rồi, có công ty kinh doanh hợp pháp, cũng có công ty khống đăng ký ở nước ngoài. Chắc họ dùng chúng để rửa tiền. Bất luận thế nào, đây là một manh mối vô cùng quan trọng. Theo dõi mọi hành tung của mấy công ty này, có thể tìm được chứng cứ buôn bán thuốc của chúng. Ừ. Tính tiền, cảm ơn. Sếp về NB không? Nếu về NB thì dẫn tôi đi Trung Hoàng. Không có. Tại sao? Tôi còn phải về khu đông để họp nữa. Làm gì có ai làm sếp như sếp. Cùng lắm lần sau tôi dẫn cô đi ăn hải sản. Nghe trước vậy. Nè, nghỉ ngơi nhiều vào, sắc mặt không tốt đó. Nghe nói hai bên giao dịch phát triển cũng được lắm. Dự tính doanh thu sẽ rất cao. Trước kia ổ thuốc lớn Colombia Escobar một ngày có thể kiếm được 60 mấy triệu đô. Dù ít thôi, một gọn núi đầy tiền để trong nhà, chỉ có thể lấy từng chút đem ra xài, không thấy phê. Đó là vì họ không biết cách lấy tiền kiếm được đưa vào tài khoản công ty. Cô Cao nói như vậy là cô có cách à? Đúng là tôi có vài người bạn làm mậu dịch hai bên, có thể giúp chúng ta. Ừ, vậy thì tốt rồi. Chúng ta là dân hợp tác với nhau, tôi cũng nên đóng góp một chút thì mới phải. Cô Cao, tóm lại đóng góp của cô sẽ không thiếu cho cô. Vậy thì hợp tác vui vẻ. Ngồi đi. Chướng ngại đã được trừ khử. Làm tốt lắm. Nói vậy là năm 1815, chiến dịch Waterloo, gia tộc Đức là Rothschild
đã thực hiện một cuộc cá cược rất lớn, thu mua rất nhiều trái phiếu của anh, từ đó trở thành 1/100 của thế giới. 1/100 có thể khống chế sự giàu có của trên 50% toàn cầu, cũng là chủ nhân của thế giới. Và 99% người là nô lệ của họ. Phân chia giàu nghèo là hiện tượng không thể thay đổi của xã hội chủ nghĩa tư bản. Anh muốn trở thành 1/100. Tiền tài, quyền lực không thể thiếu một. Vì vậy phải tiếp tục nỗ lực. Câu lạc bộ của chúng tôi sẽ đợi anh. Dạ được, Cam tổng. Ăn được rồi. Đến nghe điện thoại. Alo. Trong tuần này có một tên mập sẽ cược quanh. Ok. Tìm một công ty du lịch tiếp đón hắn. Được rồi. Madam, đây là tư liệu của mấy công ty vận chuyển. Madam Tô, chúng ta tìm tư liệu công ty vận chuyển để làm gì? Mọi người có thấy không? Mấy công ty này có container tới Hồng Kông. Toàn bộ là công ty đăng ký ở nước ngoài. Tôi không tìm được thân phận cổ đông của họ, nhưng tôi dám chắc những công ty này đều do Thắng Liên vận hành. Tôi nhận được tin báo trong mấy tuần nay Thắng Liên sẽ dùng cách vận chuyển thông thường để chuyển ma túy vào Hồng Kông. Họ sẽ chuyển hàng tới mấy công ty này, nên tôi muốn mọi người điều tra. Madam à, tin báo có đáng tin không? Về mặt này cậu không cần phải lo. Như tôi vừa điều tra lịch tàu, hàng không chỉ từ Thái Lan qua. Thông thường họ không muốn để người khác nghi ngờ, đều đi lòng vòng bên ngoài rồi mới dần chuyển tới Hồng Kông. Tôi sẽ chia mọi người thành hai nhóm, hy vọng mọi người có thể ngày đêm theo dõi. Chúng ta có cần báo sếp Trần biết không? Nhiều người giúp đỡ sẽ tốt hơn. Sếp Trần. Sếp Trần. Dạo này Thắng Liên có động tĩnh gì không? Không. Không có thật sao? Sếp Trần, điểm ô của sếp có nhiều mảnh tướng, tổ chức chuyện lớn chuyện nhỏ gì làm sao giấu được sếp. Sau khi sếp Trương đi rồi, mọi người cứ giống như được nghỉ phép vậy, không có chút tin tức gì. Tôi nhắc lại với mọi người một lần nữa, sau này có hành động gì lớn phải lập tức báo với tôi. Đợi tôi diễn một màn kịch hay cho NB xem. Không phải vì tôi mà vì cả đội cảnh sát này đó. Cô có hiểu chưa? Làm việc đi. Yes, dạ, madam. Madam, sao cô không nói với sếp Trần? Phải đó, để ông ta biết cô giấu ông ta, chắc chắn ông ta sẽ tố cáo cô. Tại sao sếp Trương bị đình chỉ công tác? Đó là vì lần trước lúc chúng ta đột phá xưởng chế thuốc, có người trong đội đưa tin ra ngoài. Tên cảnh sát đen này đem mọi chuyện giá họa cho sếp Trương. Cô nói như vậy thì cảnh sát đen là sếp Trần à? Tôi và sếp Trương đều nghĩ như vậy. Hèn gì suốt ngày ông ta cứ nhắm vào sếp Trương. Nên lần này chúng ta phải bí mật hành động, không nói cho người khác biết. Nhưng mà chúng ta không đủ nhân lực. Lần này mọi người vất vả. Tiểu Minh đang theo dõi giùm tôi. Lát nữa cậu làm báo cáo giùm tôi. Dạ được.
Được rồi, chúng ta chia ra hành động. Có chuyện gì mọi người liên lạc với tôi. Dạ, dạ madam. Em không hiểu tại sao anh còn ở lại Thắng Liên. Không phải anh đã hứa sẽ rời khỏi sao? Công ty ba em để lại đủ cho cuộc sống chúng ta sau này. Chúng ta hoàn toàn không cần Thắng Liên. Anh còn vài chuyện chưa xong. Chuyện anh hứa với em nhất định sẽ làm. Anh có việc phải giải quyết, em về trước đi. Gia Long, cho anh thêm chút thời gian. Một ngọn núi đầy tiền để trong nhà, chỉ có thể lấy từng chút đem ra xài, không thể phê. Đó là vì họ không biết cách lấy tiền kiếm được đưa vào tài khoản công ty. Cô Cao nói như vậy là cô có cách à? Đúng là tôi có vài người bạn làm mậu dịch hai bên, có thể giúp chúng ta. Không ngờ là cô lại hẹn tôi tới đây. Có gì không? Là quà cưới, là đồng hồ tình nhân, không phải là quà giá trị gì. Bạn bè bao nhiêu năm vẫn còn cách sáo vậy. Cảm ơn. Thực ra bao nhiêu năm qua cô không thay đổi cho lắm. Vậy sao? Nhưng thế gian này thay đổi rất nhiều. Mỗi một người đều sử dụng điện thoại thông minh, nhưng người nghe điện thoại thì càng lúc càng ít. Giá nhà càng lúc càng mắc, nhưng nhà đất thì càng lúc càng ít. Tiền lương có tăng đó, nhưng có thể mua được đồ ít hơn. GDP có tăng lên, nhưng người nghèo cũng nhiều hơn. Thế gian này thật sự trở nên càng lúc càng kỳ lạ. Tôi và cô đều là người bình thường. Thế gian này đổi thay như thế nào không tới lượt chúng ta phán xét. Cô tưởng là đang lái xe sao? Cô muốn đi đâu thì cứ đi đó, tự do thoải mái. Phải, ít ra chúng ta còn có thể điều khiển được xe của mình, điều khiển được nội tâm của mình. Mỗi một người đều có ý chí tự do, có thể lựa chọn con đường cho mình. Một người không thể thay đổi thế gian này. 1 triệu người, còn không thì 10 triệu người, cộng lại ít nhất cũng có thể thay đổi được một chút. Vấn đề là anh có chịu bước đi đầu tiên không? Xin lỗi nha, tôi còn có chuyện phải làm, tôi đi trước đi. Nếu anh có thể chọn lại lần nữa, anh có chọn con đường này nữa không? Tự thú đi Tuấn Hiên. Cảm ơn cô. Không có gì thì đi làm đi. Dạ. Anh Lãng, chuyến hàng tiếp theo chừng nào tới chị? Hỏi chuyện đó để làm gì? Có tin tức nói cảnh sát đang theo sát đó. Tôi biết chứ. Được.
Có gì thì điện thoại anh Viên Đạn. Không tìm được. Tôi đi tới đằng trước coi thử. À, anh Hiên, tìm được rồi. Alo, mọi người đâu hết rồi? Sao văn phòng lại không có ai vậy? Chúng tôi đang làm việc. Làm việc gì chứ? Chúng tôi đang thi hành một nhiệm vụ. Tôi có nói với các người hay không vậy? Nếu có bất cứ hành động gì, nhất định phải báo cáo với tôi. Tại sao lại không báo cáo với tôi? Không có thời gian báo cáo với mọi người. Các người đang ở đâu vậy? Trả lời tôi ngay. Sao hả? Tình hình thế nào? Không phát hiện. Xuống dưới coi thử. Tổ C đã kiểm tra toàn bộ tòa nhà, nhưng như có phát hiện. Yes, madam. Tiếp tục đi. Tổ B tình hình sao hả? Madam, không nhìn thấy tên lưu manh nào hết. Tin tức có chắc là thật không? Vì chỉ điểm của tôi cũng không biết. Tôi chỉ có thể nói nắm chắc một nửa. Liều một gián còn có cơ hội thắng. Không liều, tức là không. Yes, madam. Anh Hiên, ở đây có mấy trăm cây hàng, có cần lập tức kêu mấy anh em? Đừng quá lộ liễu, để nó sang một bên, lấy giải bố che lại. Dạ. Alo. Lập tức chuyển hàng lên ngay, nhanh. Anh Lãng à, bắt được một nữ cảnh sát. Một mình cô sao? Tính sao đây anh Lãng? Đám cảnh sát đó sắp tới đây rồi. Anh Lãng, hàng của chúng ta đã được đưa lên xe, an toàn rồi.
Anh nhìn người của anh đi, khẩu súng trong tay cũng cầm không chắc. Bây giờ bắt quả tang tại trận, chạy không thoát đâu, tự thú đi. Kẻ chạy không thoát là cô. Vì Tuấn Hiền, cậu có được lựa chọn. Nói cho tôi biết, phải làm sao mới có thể coi như không? Vậy anh nói cho tôi biết, phải làm sao mới có thể giúp anh đứng về phía chúng tôi? Cô biết bây giờ tình hình như thế nào không? Cô sẽ chết chắc đó. Tôi chết hay không, không được lựa chọn. Nhưng mà anh có. Tôi xin cô bỏ súng xuống, quay lưng đi, mau đi. Vì Tuấn Hiền, cậu cũng từng làm cảnh sát. Hay vậy đi, tạm thời giam cổ lại, rồi chuyển tiền cho cổ, dù khống cổ bao che cho tôi là được rồi. Tôi không phải anh, Di Tuấn Hiên à. Tôi là một cảnh sát, tôi không bao giờ, không bao giờ vì anh bỏ quên lương tâm. Tôi chỉ muốn giúp anh quay lại làm một cảnh sát tốt. Tôi tại sao không cho tôi chút thời gian? Tôi có thể thuyết phục được cổ mà. Tại sao? Cô ấy tới đây sẽ có kết quả gì? Đáng lẽ cậu đã biết từ lâu rồi. Thank you.
Sao anh không đi tắm đi? Anh sao vậy? Tuấn Hiên, rốt cuộc có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Chúng ta đi khỏi Hồng Kông đi. Hả? Chúng ta rời khỏi Hồng Kông đi. Được.